Chào mừng các em học sinh quay trở lại với channel Thành Đô Vlog. Thì trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục giải bài tập trong sách giáo khoa của môn Toán lớp 3. Mời các em mở sách giáo khoa của môn Toán lớp 3, trang 26. Bài hôm nay là bài tìm một trong các phần bằng nhau của một số. Thì đầu tiên, chúng ta có bài toán như sau. Chị có 12 cái kẹo. Chị cho em 1/3 số kẹo đó, hỏi chị cho em mấy cái kẹo? Ở đây các em có thể hình dung bài toán như sau. Chị có tất cả là 12 cái kẹo. Chị cho em 1/3 số kẹo đó, có nghĩa là 12 cái kẹo này chia làm 3 phần bằng nhau. 3 phần bằng nhau. Thì chị cho em 1/3 số kẹo đó, tức là chị cho em 1 phần 12 cái kẹo chia làm 3 phần bằng nhau và cho em 1 phần. Thì như vậy là chị cho em tất cả là 1, 2, 3, 4. 1 phần có 4 cái kẹo, như vậy là chị cho em 4 cái kẹo. Cụ thể chúng ta sẽ nhận xét nội dung của bài toán như sau. Chia 12 cái kẹo thành 3 phần bằng nhau. Mỗi phần đó là 1/3 số kẹo. Em nhớ chia 12 cái kẹo thành 3 phần bằng nhau, mỗi phần đó là 1/3 số kẹo. Ở đây, các em có thể hình dung 12 cái kẹo được chia làm 3 phần bằng nhau. Thì mỗi phần này chính là 1/3 số kẹo. Như vậy mỗi phần này có bao nhiêu cái kẹo? Muốn tìm 1/3 của 12 thì các em lấy 12 chia cho 3. 12 cái kẹo chia làm 3 phần bằng nhau. 12 chia 3 bằng 4. Như vậy mỗi phần có 4 cái kẹo. Do đó các em giải bài toán như sau. Chị cho em số kẹo là 12 cái kẹo chia làm 3 phần bằng nhau. 12 chia 3 bằng 4. Như vậy mỗi phần có 4 cái kẹo. Ở đây các em đáp số là 4 cái kẹo. Chị cho em 4 cái kẹo. Thì qua bài toán này các em có thể rút ra một kết luận là muốn tìm 1/3 của 12, các em chỉ việc lấy 12 chia cho 3. Tương tự, muốn tìm 1/4 của 12, các em lấy 12 chia 4. Hay là muốn tìm 1/2 của 12, các em lấy 12 chia 2. Bây giờ các em vào phần bài tập. Bài tập số 1, viết số thích hợp vào chỗ chấm. Câu A, 1/2 của 8 kg là mấy kg? Muốn tìm 1/2 của 8, các em lấy 8 chia 2 bằng 4. Như vậy các em điền vào chỗ chấm là 4. 1/2 của 8 kg là 4 kg. Tiếp theo các em sang câu B. 1/4 của 24 lít là bao nhiêu lít? Muốn tìm 1/4 của 24, các em lấy 24 chia 4 bằng 6. Như vậy, 1/4 của 24 lít là 6 lít. Tiếp tục các em sang câu C. 1/5 của 35 mét là bao nhiêu mét? Muốn tìm 1/5 của 35, các em chỉ việc lấy 35 chia 5. 35 chia 5 bằng 7, bởi vì 5 x 7 bằng 35. Như vậy 1/5 của 35 mét là 7 mét. Tiếp theo các em sang câu D. 1/6 của 54 phút là bao nhiêu phút? Muốn tìm 1/6 của 54, các em lấy 54 chia 6. 6 x 9 bằng 54, như vậy 54 chia 6 bằng 9. Do đó các em sẽ có 1/6 của 54 phút là 9 phút. Như vậy các em vừa làm xong bài tập số 1. Tiếp theo các em sang bài tập số 2. Bài tập số 2 có nội dung như sau.
một cửa hàng có 40 miếng vải xanh và đã bán được 1/5 số vải đó, hỏi cửa hàng đó bán được mấy miếng vải xanh. Đầu tiên, các em tóm tắt nội dung của bài toán. 40 miếng vải xanh và đã bán được 1/5 số vải đó, tức là 40 miếng, các em chia làm 5 phần bằng nhau. 40 miếng vải chia làm 5 phần bằng nhau. Thì 1 phần chính là 1/5 số vải đó. 5 phần này là 40 mét, như vậy 1 phần là bao nhiêu mét? Muốn biết được 1 phần là bao nhiêu mét, các em lấy 40 chia đều cho 5 phần. 40 mét vải chia đều cho 5 phần. 40 chia 5 bằng 8. Như vậy, các em có lời giải chi tiết của bài toán như sau. Cửa hàng đó đã bán được số mét vải xanh là 40 mét vải, bán được 1/5. Như vậy, các em lấy 40 chia cho 5 bằng 8. Muốn tìm 1/5 của 40, lấy 40 chia 5 và bằng 8 mét. Như vậy, ở đây, các em có đáp số là 8 mét vải xanh. Thì bài tập số 2 đã kết thúc video hôm nay. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh. Nhớ nhấn vào biểu tượng hình cái chuông để nhận các video mới nhất từ channel Thành Đô Vlog. Đừng quên để lại bình luận của mình ở cuối video để động viên đóng góp và xây dựng cho channel Thành Đô Vlog ngày một phát triển và hoàn thiện hơn. Xin chào và hẹn gặp lại em trong các video kế tiếp.